Nào thằng quái đâu? Chú đang ở đâu? Nổ cho anh cái địa chỉ, anh qua đón. À nhầm, anh qua cứu chú luôn. Mày làm sao? Uầy. Yes, ngon lành. Bò nhà, ăn mừng nào mọi người ơi. Chúng ta, uầy. Hello anh em, hiện tại thì Kẹo đang livestream ở trên Facebook nha mọi người. Các bạn tìm kiếm với từ khóa đó là Sĩ Kẹo này. Anh em click vào page Sĩ Kẹo 62.000 người thích nha anh em. Các bạn nhớ là hãy thích trang cũng như là bật chế độ xem đầu tiên và bật thông báo cho bài viết nổi bật để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Và chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của anh Xe Ôm. Thì đơn giản thôi, câu chuyện đầu tuần ngày hôm nay, câu chuyện éo le về cuộc đời tôi các bạn ạ. Đó là cái câu chuyện mà hôm mình đi nhận lễ tốt nghiệp anh em ạ. Đến cái lúc mà mình sắp chuẩn bị mình nhận được bằng mà bắt đầu như kiểu là giáo viên người ta phát bằng cho là kiểu nản ý. Vãi, tôi đau bụng vãi nồi ra các bạn ạ. Khổ. Thế là thôi, toang hoang cửa nhà từ từ. Mày làm sao? Bố mày lại sợ quát thôi. Mày làm sao? Mày chạy à? À, mày làm sao? Rồi ok, một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản luôn phải không nào mọi người? Nếu như mà anh em thấy video của mình hay thì các bạn có thể là like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em. Và tiếp đến là cái câu chuyện của tôi là vãi nổi. Thế là thôi, đau bụng quá rồi. Đau bụng với cấp C đấy các bạn ạ. Thôi. Ui, vãi nổi. Làm sao? Bố mày lại sợ mình quá cơ. Thì đơn giản là mình ra đến nhà để xe rồi mình lấy xe mình phát hiện ra một điều rằng là bà nó hôm nay thế nào đi nó lại găm đinh vào lớp xe từ lúc nào anh em ạ. Rút quả đinh nó dài 20 phân. Vãi. Thề mình sợ luôn, không hiểu sao thằng nào làm quả đinh dài 20 phân nó xuyên qua cả lớp xe. Thề. Anh em ạ. Đắng vãi luôn. Chưa bao giờ kiểu gặp quả tình cảnh éo le thì thôi vứt bà xe đấy anh em ạ. Bởi vì là anh em biết rồi đấy, cái nhà vệ sinh ở trường nó là một cái thứ gì đấy mà kiểu như là nó vãi hàng các bạn ạ. Trông kiểu ở nhà cho nó quen các bạn ạ. Thế thôi, xách đít về nhà đi với cấp C cho nó lành. Vậy nên là toang hoang cả cái vụ chụp ảnh kỷ yếu anh em ạ. Đâm ra là thôi xong. Thế là hôm sau lên quả ảnh kỷ yếu thế nào chứ anh em. Vớ vẩn, mình lại được kiểu như là cắt cái mặt mình ra dán bà luôn vào cái ảnh thì nghe kiểu vô lý vãi. Giống kiểu như là ảnh thờ đấy. À, mày làm sao? Mày làm sao? À, ui. Ôi vãi các bạn ơi, nó tính làm gì mình vậy? À, thằng bé ngay sau hàng rào thôi. Bây giờ mày thử mày chạy với tao xem mày chạy được không nào. Ui, vãi. Công nguyên quản lý quá luôn. Ghê. Anh lại sợ chú quá cơ. Làm sao? Thằng đầu đỏ này. Đầu đỏ chứng tỏ cà phê này. Mày mất dậy với tao đi à? Mày mất dậy với tao đi à? Ui. Xong luôn. Vỡ đầu chưa? Nó chưa anh em. Mày vỡ đầu chưa? Ui. Nghĩ gì, tuổi gì xơi kẹo được nhỉ anh em. Hôm nay thì xin lỗi tất cả anh em nha. Cơ bản là sáng giờ chạy Grab, bây giờ mới về nhà để làm video cho các bạn đây. Ui anh em ạ. Nắng nôi, ở trong chỗ tôi vẫn nắng nôi bình thường, không biết là anh em ngoài Bắc như nào, còn chỗ tôi vẫn nắng nôi bình thường anh em ạ. Toát hết cả mồ hôi, vừa tắm xong cái lên video bình luận luôn cho anh em xem này. Nào, hình như là ở cái khu vực thung lũng này là bây giờ là không còn ai nữa hả? Mình chẳng thấy ai cả đâu luôn, có lẽ như là chúng nó sợ mình chẳng hạn, hay là chúng nó lại trốn đâu cả rồi. Bây giờ nhá, xem như nào trận đấu ngày hôm nay thì Kẹo đang mặc cái bộ trang phục Lego anh em ơi. Xem thế nào, kiếm luôn top 1 chứ còn là sao phải ngại. Đây qua đây. Chẳng thấy ai cả luôn này. Ui. Ơ có vẻ như là chúng nó đưa nhau đi trốn hả mọi người. Vâng, hiện tại Kẹo đang dùng combo súng đó là AK với lại cây shotgun mới M1887 nha. À, anh em thấy cái bộ trang phục Lego này nó có lạ không ạ? Đơn giản là hình như là mình nhớ là bộ trang phục Lego này nó sẽ không có mở bán nha mọi người. Bù lại thì anh em phải có cái ghost code của streamer đại lộ danh vọng mới có cơ. Hoặc là sẽ mở bán ở server nước ngoài nha mọi người. Mình không nhớ nữa. Thế anh em thấy là cái bộ trang phục này có đẹp không ạ? Rồi ok. Xem nào ra ngoài cái phải không anh em? Ten. Chúng mày trốn đâu cả rồi? Hello. Mình đang chạy qua phía trường học đây thì vẫn chẳng thấy có người đâu. Năm nay không biết là bao nhiêu anh em được nghỉ Tết, lịch nghỉ Tết như nào nhỉ? Còn Kẹo thì tốt nghiệp rồi đi học nữa đâu. Nên là lúc nào cũng là ngày nghỉ Tết luôn anh em ạ. Thích nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, không cần phải xoắn gì cả. Ơ, vãi trưởng, bên này có người này. Xem như nào, chuẩn bị là chạy qua vản nó luôn này. Làm sao anh xe ôm sẽ thể hiện cho các bạn xem luôn nhá. Đâu, người đâu, bên này á hả? Ok luôn, đẩy qua luôn. Ui vãi, làm sao? Thích solo với anh xe ôm không hả? Ui, trúng bóng keo. Không trúng người anh em ơi. Thì ra là chỉ trúng bóng keo thôi, không có mìn đâu. Mày xuống đây, mất dậy này. Ok, xong. 4 kill, 4 kill luôn anh em ơi.
Mấy thằng rơm rơm này nó không tuổi với kẹo rồi. À, anh em ơi, thằng này như vậy là mình đã rút hết sạch đồ rồi. Thế nên là phá bóng keo đi. Lên trên anh em ơi, lên trên là kiếm thêm đồ thôi. Ui, vãi. Ngon chưa? Chúng ta có MP40 này. Anh em thấy ok chưa? Anh em thấy ngon chưa? Ngon phết luôn nhá. Rồi nhá. À, để mình coi nào. Vâng, từ ngày mình add năng nhân vật Paloma thì đến tận bây giờ đây. Một cái trận đấu thì mình có thể là loot hơn 10 túi máu, ok. Mặc dù đạn súng trường với lại đạn súng tiểu liên vẫn đang rất là nhiều luôn. Tình hình là trong cái ván đấu này anh em đoán xem là kẹo sẽ có được bao nhiêu kill top 1 này. Ten ten. Chán quá nhở. À được, qua Scar đi. Đấy. Nói chung là anh em linh động sử dụng súng luôn cũng được. Đơn giản là một điều là kẹo có bắn súng hay hay không thôi. Chứ còn là súng nào mình trả chân được. Chuyện bình thường như cơn đường hộp sữa các bạn ơi. Ten ten. Không có ai hả? Ủa sao vắng vậy ta? Thề luôn. Cái cảm giác mà anh em đi tìm người nhưng lại chẳng thấy ai. Mình cảm giác nó hơi buồn buồn sương sương các bạn ạ. Ten ten. Là ní. Không có ai thật luôn hả? Thế này thì làm sao mà ngày hôm nay kiếm được mấy kill vậy? Vâng, và hiện tại thì mình đang chạy xuống phía dưới của cổng trời đây. Chỗ này thì nó rất là gần với phía đồi của khu dân cư nha anh em. Và kỷ lục trong một trận đấu solo hiện tại mình có tận 20 túi máu luôn anh em, thì kinh chưa? Bí quyết là gì? Hãy mang trang bị Paloma nha. Rồi nha. Còn có bao nhiêu đây? 20 người chơi nữa. Như vậy là chưa đầy một nửa số lượng người chơi trong ván đấu này. Xuống khu dân cư thôi. Ok. Thằng nào láo nháo nó lại lấy xe nó chạy mất tiêu rồi. Vãi phết nhở. Xem như nào anh em ơi. Chuẩn bị là xuống dưới xem xử nó luôn chứ nhở. Mà nó có xe nó chạy mất tiêu rồi. Kẹo làm sao mà chơi được nó hả anh em ơi. Thế này thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Đây anh em ơi, chạy xuống luôn nào. Hello bạn ơi, cái bạn mà đẹp trai vừa lấy xe đâu rồi? Sao bây giờ mình chẳng thấy bạn đâu nhở? Đây. Chán thật. Thế này thì làm sao mà có được kill? Khổ vãi luôn anh em ơi, tâm trạng của một game thủ trong game Free Fire đó là mình đi kiếm người nhưng lại không thấy ai. Ây, hơi nản. Nản thật sự luôn. Không phải nản bình thường nữa. Bây giờ là nản nó tăng cấp lên rồi các bạn ơi. Người ta gọi là super nản đấy, siêu nản luôn, không phải là nản xương xương nữa nhở. Vâng, và đạn tiểu liên thì cũng chẳng có luôn, nãy giờ mình có mỗi 92 viên này. Ui, vãi. Solo mà có hai đứa cho nó team up với nhau kìa. Ui. Vãi hàng. Cái gì đấy? Chơi solo mà có hai đứa cho nó team up với nhau. Ui, thế thì kinh rồi. Mày làm sao này? Ok, xong luôn một đứa này. Thế còn đứa còn lại đâu? Chú ra đây. Ui, vãi. Gặp mấy thằng quần đỏ là phải cẩn thận nha anh em ơi, át đù. Quần đỏ là chứng tỏ là toàn thanh niên ca ve thôi nên là phải hết sức cẩn thận anh em ạ. Đấy, mấy thằng mặc đồ đỏ thề là mình hơi giận chúng nó luôn. Rồi nha, quần máu đã. Từ từ bạn ơi, mình không team up đâu. Mình không team up đâu, nói không với team up nha. Bây giờ nhá, bạn ngồi đấy, bạn chờ mình tí này. Quần đỏ này làm sao? Thích quần đỏ không? Ui, phải trưởng. Anh ơi, bình tĩnh nào. Anh làm gì anh chạy qua anh dọa em thế hả? Đấy. Mưa thì mưa đi. Việc gì phải sấm chớp thế nhở? Kiểu nó cứ dọa mình anh em ạ. Ok. Quấn phun cây rồi. Bây giờ nhá, là mình độ bạn hay là bạn độ mình đây? Có thích độ không? Hả? Mình lại qua độ nó lên thiên đường rồi bây giờ. À, nó chạy kìa. Nó chạy sau thùng gỗ anh em ơi. Được. Hay lắm. Coi chừng anh nha em ơi. Coi chừng anh nha. Hay lắm này, cái đâu? Ui, ngu người. Thề luôn, thằng bé ngu vãi. Thế này là do số bạn xui rồi. Trời ơi, không hiểu sao cái đầu lại cứ lơ nga lơ ngơ thế thì vỡ đầu là đúng rồi nhá. Bạn là bạn, không tuổi với kẹo, ok. Rồi nhá, hiện tại thì Scar mình vẫn đang trang bị giảm thanh. Cơ bản là Scar thì lắp giảm thanh vào bắn cho nó nuột anh em ạ. Chứ còn là tốc độ bắn của Scar bắn rất là ổn rồi. Lắp nòng súng vào thì cũng được thôi, nhưng mà lắp giảm thanh đi anh em ơi, đỡ lộ vị trí đấy. Nên là súng dai hơn nhở. Nó cứ phải gọi là ngon. Ok nha. Ten ten. Xem như nào, qua đây cái anh em ơi. 11 người chơi nữa thôi. Ui. Phải nói là trong cái bản đấu này thì anh em kill nhau rất là nhanh luôn. Đến tận bây giờ là chỉ còn lại 11 người chơi này. Nào. Ở đây có ai không vậy? Hình như là ở đây cũng chẳng có ai. Toán là rừng cây thông không anh em ơi. Kiếm người chẳng tìm ra ai luôn. Vãi thật.
Ten ten. Hello hello, hello các bạn trẻ ơi, các bạn trốn đâu cả rồi? À mình hello cả các bạn già nha, hello cả ông bà đến trẻ nhỏ chơi game Free Fire, hello tất cả luôn. Đấy. Ten ten. Tại sao vậy? Thề luôn. Nani? Chạy kiếm người mãi. Mệt anh em ạ. Mỏi hết cả chân, đâm ra lại không thấy ai thế này. Hơi đuối rồi. Thực sự thì hiện tại thì kẹo hơi đuối nha. Nói giỡn giỡn với anh em thế thôi. Chơi trong game thì nhân vật trong game mà đâu có biết mỏi chân đâu. Anh em chạy bao nhiêu chả được nhở. À và nếu như mà anh em thấy video của kẹo hay thì anh em đừng quên đó là hãy like và chia sẻ cho video nha. Anh em có thắc mắc là hiện tại thì kẹo đang live stream ở đâu thì kẹo cũng nói luôn, đó là hiện tại thì kẹo đang live stream ở trên Facebook nha. Cái page của mình là Sĩ Kẹo, các bạn nhớ like và với lại thì anh em theo dõi trang để nhận thông báo khi mà kẹo live stream nhá. Phía dưới này không biết là có ai không nhỉ? Kia rồi, thính thì ngay kia thôi. Nhưng mà người là cứ phải từ từ nha anh em. Nói chung là cũng khá là nguy hiểm. Vãi đổi được súng này nên là phải đổi lại thôi. Ui, có người luôn kìa. Có người luôn phía bên hông kìa. Ui vãi, anh ơi, xào máu này. Ui, gì vậy? Xào máu luôn. Ui, làm gì mà căng thế? Bình tĩnh nào bạn ơi. Mình có đúng xào máu này. Thề, thằng này nó muốn giết kẹo rồi anh em ơi. Thằng mất dậy này. Mày nghĩ gì? Có phải là nó tính giết mình không hả? Ok ok ok. Thế thì tao sẽ giết mày trước nha. Thằng bé ngay ở chỗ nhà để xe này. Ok ok luôn. Ui, mình nghe được tiếng xe phải không nhở? Không phải, không phải tiếng xe đâu. Bây giờ nhá là cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi. Anh em thì căng chưa, anh em thì căng chưa? Thằng bé thì vẫn đang ở nhà để xe thôi. Ngồi đây canh thì có lẽ là không ổn. Đấy. Á à, đù cái thằng kia mày đứa cốc treo hả? Thôi xong rồi. Xong rồi. Thế là xong. Toang hoang cửa nhà rồi. Xong chưa? Ui thằng bé nhiều đạn kiểu lên phía này và có chảo che mông luôn. À đủ. Hình như là giáp mình hơi nát hả? Từ anh em ơi, sửa giáp cái đã. Rồi, chạy bo nha mọi người. Hiện tại thì bo đang thu lại rất là nhỏ rồi nhá. Xem như nào, còn ba đứa hạ gục nốt chúng nó này. Ui, vậy là nếu mà hạ gục nốt chúng nó là chúng ta có 10 kill top 1. Rồi nha, phần đấu luôn anh em ơi. Tìm nốt ba đứa còn lại, clear từng đứa một luôn. Có xe nè, ngon không? Ngon chứ anh em ơi, có xe đi săn mạng thì sướng thế còn gì bằng nữa hả? Hello, ở đây có ai không? À, anh sẽ ôm Sĩ Kẹo đây. À đâu, anh Grab ca Sĩ Kẹo đây. Đấy, có bạn nào đi Grab không nhở? Đi Grab là tát cho cái, cho lên bản điểm số luôn, chứ còn là thích Grab à? Nào nào, đâu rồi? Hả? À, có bạn nào theo mình không nhở? Ui vãi, mình lái xe ngáo vãi. Lùi thôi anh em. Ui, hình như là... Ui, mình lùi ngay ở cái dốc quá đà. Rồi ok ok. Mình thề luôn anh em ơi. Không hiểu sao hôm nay mình lái xe kiểu ngáo dã man luôn. Đấy, thế này thì chết sợ. Thế này mà có mà đi lái Grab thì có mà bị đuổi việc từ hôm đầu tiên anh em ạ. Hello hello. Đây à? Ui, xong luôn. Nhẹ tựa như lông hồng anh em ạ. Ui thằng bé này đáng thương thế nhở. Nó chạy qua nó tự sát anh em ạ. Đấy, nó chạy ra trước đầu xe của mình thì mình cũng chịu rồi. Thiện xì tai, thiện xì tai. Ui, đáng lòng quá nhở. Đáng lòng thanh niên quá cơ, 8 kill rồi. Hai thằng nữa. Để coi nào, xem là hai thằng nữa đang ở đâu. Ơ, đây à, đây à. Ui, làm sao đấy? Nani, làm sao? Ui, dựa một keo cơ, làm sao? Xong luôn nha mọi người, 9 kill rồi. Và bây giờ đây, cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng đây. Anh em thấy đã đủ căng chưa nhở? 1v1 gì cơ? Ghê thật. Nào thằng quái đâu? Chú đang ở đâu? Nổ cho anh cái địa chỉ. Anh qua đón. À nhầm, anh qua cứu chú luôn. Mày làm sao? Uầy. Yes. Ngon lành. Bò nha. Ăn mừng nào mọi người ơi. Chúng ta. Uầy. Và bây giờ kẹo sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.